tên là La Quế Anh. Tôi đã hoạt động giảng dạy trong nghề đã được 20 năm. Trước khi hoạt động giảng dạy, tôi đã được học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà hát Giao hưởng Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất là vinh dự và hân hạnh được đồng hành với lại chương trình NTTU Thảo Nhanh Đáp Nhanh ngày hôm nay. Dạ em chào cô ạ. Dạ thưa cô, trên thực tế piano là một môn học đầy khó khăn và thử thách. Tại thưa cô thì ngoài sự thông minh, nhạy cảm, tinh tế thì đâu là yếu tố quyết định trong người học? Piano là nhạc cụ phương Tây và chứa trong đó rất nhiều câu chuyện về văn hóa và lịch sử nhân loại. Vì là nhạc cụ phát triển song hành với lại nhân loại thì từ thời phục hưng đến baroque cho đến hiện đại thì các bạn ấy có rất nhiều cái để trải nghiệm. Điều đó dẫn đến môn học piano trở nên khó khăn và đầy tính thử thách. Nhưng các bạn ấy vẫn có thể làm được. Thì mình đã biết là những điều kiện cần khi học bộ môn này là các bạn ấy có sự thông minh về âm thanh, có sự nhạy cảm, tinh tế trong việc lắng nghe. Nhưng để duy trì những điều đó, các bạn ấy phải có sự say mê và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật trong suốt cả hành trình học. Vì khó mà, cho nên khi say mê rồi, các bạn ấy sẽ vui khi các bạn ấy được tập luyện với những tác phẩm từ dễ đến khó, từ Việt Nam cho đến quốc tế. Bên cạnh đó, không thể nào thiếu được sự hướng dẫn và ủng hộ từ đội ngũ giảng viên và nghệ sĩ chuyên nghiệp của khoa âm nhạc nghệ thuật của Nguyễn Tất Thành. Dạ cô, thì cô nói thì ngoài yếu tố nghệ sĩ như vậy đó, thì vai trò của người viên giảng viên tôi như cô đã nói thì giảng viên thực sự là một vai trò rất quan trọng trong việc định hình, trong việc hướng dẫn và phân tích các âm thanh, các bối cảnh lịch sử, các câu chuyện, các kỹ thuật ngón cho các bạn học piano. Vì cùng là phím đàn nhưng không phải ai cũng có thể phát âm ra khác nhau. Âm nhạc của thời kỳ baroque sẽ khác, âm nhạc thời kỳ lãng mạn sẽ khác. Và bây giờ thời của mình là như bạn biết đấy, là da bóp thì âm thanh cũng phát ra một cây piano thôi, không từ cây khác nhưng mà nó lại mang màu sắc khác nhau. Thì giảng viên sẽ phải là người định hướng và phải luôn luôn khuyến khích các bạn ấy đi đến cuối con đường. Dạ vâng ạ. Tại một số trường đào tạo thành viên thôi thì họ cũng ghi rõ về hai khái niệm là sư phạm và viên ngô. Vậy thành viên thôi tại trường học thì chúng ta sẽ được dạy như thế nào? Như là chuyên ngành sư phạm hiện tại đang được đào tạo ở cấp bậc đại học thì hầu như là các bạn sinh viên sẽ được dạy đủ kỹ năng âm nhạc nhưng lại thiếu sự chuyên sâu. Thì piano của trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ hầu như là được đào tạo các bạn về tất cả các kỹ năng biểu diễn cổ điển, ứng dụng, ứng tấu, sáng tác tại chỗ khi các bạn ấy hòa tấu với band, khi các bạn ấy hòa tấu với ca sĩ, khi các bạn ấy làm việc với lại piano và piano. Thì cái sự phân tích đó nó sẽ mang tính là hơi hướng về biểu diễn hơn. Nhưng trong cái chương trình học của sinh viên piano vẫn được học môn phương pháp sư phạm giảng dạy piano. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vậy thưa cô, ngành piano tại trường học Nguyễn Tất Thành có thời gian đào tạo bao nhiêu năm và học sẽ trang bị những kiến thức chuyên môn như thế nào ạ? Thời gian đào tạo môn piano của sinh viên Nguyễn Thành là 3 năm. Mỗi năm là 3 học kỳ. Như vậy tổng cộng các bạn sẽ học 9 học kỳ. Bên cạnh kiến thức chuyên môn thì các bạn ấy phải thực hành rất nhiều ở trên các phòng tập. Ở đây thì điểm son của khoa piano là luôn phòng tập luôn mở cửa cho các bạn tùy vào thời gian cá nhân để mà tập luyện từ sáng đến tối. Bất cứ dòng nhạc nào mà các bạn ấy được giảng dạy ở đây là cổ điển, hòa tấu và âm nhạc ứng dụng. Âm nhạc ứng dụng đặc biệt là dành cho đệm hát và ứng tấu. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi cuối cùng là thưa cô, có thể cho biết những điểm mới thú vị về ngành piano trong năm 2023? Trong năm 2023 thì chương trình giảng dạy sinh viên piano đã đối sánh với các chương trình quốc tế và đã đưa vào giảng dạy một số môn học hoàn toàn bằng tiếng Anh.
để đảm bảo tính toàn cầu cho sinh viên piano. Thay đổi rất nhiều tươi vui.